Hân hạnh chào đón quý vị khán giả đang đến với video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng để có một sức khỏe tốt cùng với một trí óc minh mẫn và một nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống hàng ngày thì đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Vậy hàng ngày quý vị đã có cho mình phương pháp nào để có thể chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của mình hay chưa? Nếu chưa thì hãy để Sống Khỏe Mỗi Ngày giúp đỡ quý vị nhé. Trong 15 phút trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị nguyên tắc đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường sẽ giúp bạn có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, sống trường thọ và hạnh phúc đến cả trăm tuổi. Để hiểu hơn về ý nghĩa cũng như là cách áp dụng các nguyên tắc này, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây quý vị nhé! Các bạn thân mến, quan điểm y học dân gian cho rằng để duy trì sức khỏe tốt cho hai phái, nam, nữ, có những thực phẩm nhất định không được bỏ qua, cụ thể như sau. Đầu tiên là nam giới không nên bỏ qua gừng. Gừng từ lâu đã được biết đến là một loại gia vị tuyệt vời, có tác dụng tốt đối với sức khỏe, đặc biệt trong việc điều trị các căn bệnh viêm khớp, cảm lạnh, tăng huyết áp, buồn nôn và đau nửa đầu. Ngày nay, các nhà khoa học còn khám phá thêm nhiều đặc tính của gừng trong việc giúp tăng cường sinh lý cho nam giới như sau. Thứ nhất là gừng giúp tăng khả năng cương cứng. Củ gừng có chứa một hàm lượng lớn kali và mangan. Kali cần thiết để duy trì tuần hoàn máu, cơ và chức năng thần kinh bình thường, nhờ đó có thể làm tăng khả năng cương cứng của cậu nhỏ. Trong khi đó, mangan lại giúp hấp thụ các vitamin và khoáng chất có lợi để củng cố cho sức mạnh của các bó cơ. Đặc biệt, các chất có trong gừng còn có tác dụng giãn nở các mạch máu, từ đó giúp khả năng bơm máu đến dương vật được tốt hơn, làm tăng khả năng cương cứng hơn. Thứ hai, gừng giúp chống lại viêm và ung thư tuyến tiền liệt. Hiệp hội Ăn kiêng Hoa Kỳ tiết lộ rằng gừng là một nguồn cung cấp phốt pho, magie và canxi dồi dào. Thành phần phổ biến có trong gừng đó là vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene và kẽm. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tuyến tiền liệt của nam giới khỏi các gốc tự do có hại. Các gốc tự do làm tăng tốc độ lão hóa mô và phát triển ung thư. Vitamin C và kẽm kích thích hệ thống miễn dịch và bảo vệ tuyến tiền liệt khỏi nhiễm trùng và viêm. Bạn có biết vì sao nam giới Nhật Bản lại có tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt thấp không? Đó là do thói quen ăn uống của người Nhật luôn có gừng và trà xanh. Đây là những chất ức chế tự nhiên giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Vai trò của gừng trong việc ngăn ngừa và chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Sức khỏe tuyến tiền liệt của nam giới rất quan trọng vì đây là cơ quan sản xuất tinh dịch, chất vận chuyển chính của các tế bào tinh trùng. Sức khỏe tuyến tiền liệt vì vậy có ảnh hưởng lớn đến sinh lý cũng như khả năng sinh sản của nam giới. Tuy nhiên ngày nay, rất nhiều đàn ông mắc phải chứng ung thư tuyến tiền liệt dẫn đến việc bị yếu sinh lý và khả năng thụ thai rất mong manh. Các phương pháp điều trị thông thường như phẫu thuật tuyến tiền liệt có thể dẫn đến các biến chứng. Tuy nhiên, phương pháp điều trị bằng thảo dược gừng lại có thể giúp cải thiện sức khỏe của tuyến tiền liệt. Một trong những chất có đặc tính chống ung thư tuyến tiền liệt mạnh mẽ nhất được tìm thấy trong củ gừng đó là zinzerol, sogaol. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những chất này kiểm soát một số protein giúp tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt, từ đó có thể ngăn chặn sự lây lan của ung thư. Ngoài ra, các chất này còn kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch thực bào trực tiếp chống lại các khối u ung thư. Như vậy, gừng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể mà còn rất hữu ích trong việc tăng cường sinh lý cho nam giới và chống lại căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, một trong những nguyên nhân gây ra yếu sinh lý và gây hiếm muộn ở đàn ông. Đây là những cơ sở quan trọng để chị em có thể tin tưởng tìm đến cách chữa yếu sinh lý bằng gừng tại nhà cho anh xã. Các cách chữa yếu sinh lý bằng gừng. Cách đầu tiên, dùng trà gừng để chữa yếu sinh lý nam. Nguyên liệu gồm có vài lát gừng, 2 thìa cà phê mật ong. Cách thực hiện như sau. Thái vài lát gừng tươi thành sợi nhỏ rồi hãm với nước sôi. Đợi đến khi nước còn âm ấm thì khuấy mật ong vào rồi uống cũng như ăn cả gừng. Nếu không quen ăn, bạn có thể chắt lấy nước rồi khuấy với mật ong để uống hàng ngày. Cách thứ hai, dùng gừng kết hợp cùng mật ong và trứng gà. Nguyên liệu gồm có 1 thìa cà phê mật ong, 1 quả trứng gà và 1 củ gừng tươi. Cách dùng như sau. Luộc chín trứng gà, bóc vỏ rồi trộn với mật ong và gừng tươi đã thái lát nhỏ để ăn khi còn ấm.
bạn nên cho anh xã ăn món này hàng ngày để tăng cường sinh lý nam. Cách thứ ba, kết hợp gừng và bong bóng cá khô. Đây là một món ăn bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam và giúp kiểm soát việc xuất tinh tốt hơn. Nguyên liệu gồm có bong bóng cá khô 30g, ích chế 30g, ba kích thiên 30g, gừng tươi 1 củ, táo đỏ 3 quả. Cách dùng như sau. Gừng rửa sạch, bỏ vỏ, thái lát mỏng. Bong bóng cá ngâm nước ấm cho nở mềm rồi vớt ra để ráo và thái sợi. Đem các nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào nồi nước rồi hầm nhỏ lửa trong 3 giờ thì tắt bếp. Lấy ra cho anh xã ăn ngày 3 lần và ăn liên tục trong vài tháng. Những lưu ý khi chữa yếu sinh lý bằng gừng. Nếu ông xã mắc các bệnh sau thì chị em không nên áp dụng cách chữa yếu sinh lý bằng gừng. Đang bị cảm nắng, sốt cao, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, xuất huyết chân răng, ho ra máu, cao huyết áp, bệnh tim mạch. Tiếp theo là phụ nữ không nên bỏ đường. Đường ở đây chính là đường nâu. Loại đường này mang tới rất nhiều lợi ích cho phụ nữ, cụ thể như sau. Đầu tiên đó là chống lão hóa. Mỗi gam đường phên có chứa đến 4mg canxi và 4mg sắt và một lượng nhỏ riboflavin cùng với caroten. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cũng chiết xuất một chất gọi là mật đường từ đường phên có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Thứ hai, giúp bổ khí huyết. Đường phên có tác dụng bổ khí, bổ huyết. Đây chính là sản phẩm hoàn hảo dành cho phụ nữ. Bởi đường phên có chứa nguyên tố vi lượng phong phú, trong đó có một số vi chất có tác dụng kích thích tạo máu rất mạnh mẽ. Phụ nữ sau sinh mất nhiều máu, thể trạng yếu nên uống đường phên từ 7 đến 10 ngày để bổ sung năng lượng, tăng lượng máu, có tác dụng tốt cho phục hồi thể chất, kích thích co bóp tử cung, đẩy nhanh sản dịch ra ngoài và tăng tiết sữa. Đường phên cũng rất tốt cho kinh nguyệt. Đến kỳ kinh, chị em uống đường phên giúp làm ấm cơ thể, tăng cường năng lượng, lưu thông và gia tăng tuần hoàn máu, tránh bế kinh. Theo đông y, đường phên có tác dụng bổ tỳ ấm vị, giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, đưa máu đến vùng lá lách và dạ dày nhanh hơn. Khi cảm thấy mệt mỏi, khí sắc không tốt, hàng ngày có thể uống đường phên đặc nóng vào trước bữa ăn trưa trong một tuần sẽ cải thiện được tình hình. Để sử dụng đường phên phát huy được công dụng, có thể tham khảo các cách sau đây. Cách thứ nhất, làm ô mai đường phên. Nguyên liệu gồm có 15g ô mai vị thuốc bắc và 30g đường phên. Cách làm như sau, cho ô mai và đường phên vào trong nồi, cho thêm 1,5 bát nước, dùng lửa lớn đun sôi rồi vặn nhỏ đun liu riu cho đến khi còn nửa bát và lọc lấy nước uống. Công dụng của loại trà này là bổ huyết, cầm máu, đẹp da, thích hợp với người kinh nguyệt quá nhiều hoặc tử cung sung huyết. Cách thứ hai là nấu cháo táo đỏ, hoa cúc và đường phên. Nguyên liệu gồm có táo đỏ từ 5 đến 10 quả, gạo nếp cẩm 10g và hoa cúc 15g. Cách làm như sau. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào nấu nhuyễn thành cháo, khi ăn cho đường phên vừa vị là được. Công dụng của món cháo này là tốt cho dạ dày, bổ máu, thải độc gan. Nếu ăn thường xuyên, da mặt sẽ trắng mịn, hồng hào và sức khỏe cải thiện rõ rệt. Cách thứ ba là làm trà xanh đường phên. Nguyên liệu gồm có trà xanh 2g, đường phên 30g. Cách làm như sau. Sau khi trà pha đã ngấm, chỉ cần cho đường phên vào, quấy tan là uống được. Uống hàng ngày sẽ có công dụng giúp da căng bóng và mịn màng. Cách thứ tư là làm nước gừng khô tươi, táo đỏ. Nguyên liệu cần có gừng khô, táo đỏ và đường phên mỗi loại khoảng 30g. Cách làm như sau. Gừng khô và táo đỏ rửa sạch để ráo nước. Gừng khô thái nhỏ, táo đỏ bỏ hạt. Cho đường phên vào hầm nhuyễn, chắt lấy nước uống và ăn phần thịt táo. Công dụng của bài thuốc này là làm ấm cơ thể, thích hợp với người có cơ thể bị hàn hoặc thường xuyên đau nhức,
Quý vị thân mến, gừng và đường phèn là hai loại thực phẩm mà cánh mày râu cùng với các chị em phụ nữ nên bổ sung để có thể bảo vệ sức khỏe cũng như là sắc đẹp của mình. Ngày hôm nay thì các bạn hãy nhanh chóng đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình hàng ngày nhé. Thưa quý vị, có thể thấy rằng duy trì một lối sống lành mạnh và khoa học sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của vợ chồng, hoặc là đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Vậy hàng ngày thì quý vị đã có cho mình những thói quen sinh hoạt lành mạnh hay chưa? Nếu chưa thì hãy tiếp tục theo dõi video nhé. Ngay sau đây sẽ là 5 thói quen tốt giúp duy trì chức năng sinh lý cho cả nam và nữ giới. Hãy cùng tham khảo để đời sống vợ chồng của bạn luôn có được những phút giây hạnh phúc nhé. Đầu tiên là hạn chế với chất kích thích. Các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe và chuyện ấy của cả hai giới. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải. Đặc biệt, hãy nói không với thuốc lá để đảm bảo sức khỏe được tốt nhất. Bạn cũng không nên uống quá một lon bia mỗi ngày đối với nữ và 2 lon đối với nam. Tiêu thụ đồ uống có chứa cồn quá mức có thể dẫn đến chứng trầm cảm, bệnh tim, gan, ung thư và tâm trạng lo lắng. Bạn có thể thưởng thức một chút rượu vang để kích thích máu lưu thông, hạn chế các loại có chứa quá nhiều cồn để tăng cường sinh lý cho nam và nữ. Thứ hai, có chế độ ăn uống lành mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên ăn nhiều loại thực phẩm có chứa màu xanh lá và các loại trái cây có nhiều màu sắc, giàu chất chống oxy hóa để tăng cường sức khỏe và cải thiện ham muốn. Những loại thực phẩm giàu omega 3 như hải sản, các loại hạt và ngũ cốc cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe cũng như đời sống tình dục của bạn. Trong một số trường hợp cần thiết, bạn cũng có thể sử dụng thêm một số loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý để giúp cho đời sống vợ chồng thăng hoa hơn. Thứ ba, tập thể dục, thể thao mỗi ngày. Tập luyện thể thao hàng ngày không chỉ giúp bạn có được xương khớp dẻo dai, cơ bắp săn chắc, cải thiện chức năng tim mạch mà còn giúp cả hai phái cải thiện chuyện chăn gối. Theo khẳng định của các chuyên gia về tình dục học, hoạt động thể chất còn làm tăng lượng hormone tình dục cũng như endorphin, giúp phái nữ đạt khoái cảm tốt hơn. Thứ tư, giữ tâm trạng thoải mái, lạc quan. Cuộc sống quá căng thẳng, bận rộn khiến chúng ta gặp rất nhiều căng thẳng. Chính điều này đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chăn gối của gia đình bạn. Stress là kẻ thù thầm lặng của sức khỏe, gây ra các bệnh như ung thư, tim mạch, khiến bạn bị trầm cảm, cơ thể nhanh chóng bị lão hóa. Chính vì vậy, chúng ta phải có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Những căng thẳng về thần kinh còn làm gia tăng mức hormone cortisol và adrenaline, vốn có thể cản trở sự phóng thích các loại hormone tình dục. Bạn có thể dành thời gian để đọc sách, nghe nhạc hay tập vài động tác yoga để thư giãn tinh thần. Và cuối cùng, thứ năm, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Thiếu ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như đời sống vợ chồng. Các chuyên gia cho biết rằng thiếu ngủ có thể làm ảnh hưởng đến chứng rối loạn cương dương và các rắc rối về phản ứng tình dục ở phụ nữ. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giấc ngủ của mình. Ngủ đủ giấc sẽ làm giảm căng thẳng, giải phóng các hormone trong cơ thể, giúp cải thiện chức năng sinh lý cho cả hai giới. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, bạn đã biết nên duy trì những thói quen nào và bổ sung những thực phẩm gì để có được một tinh thần sức khỏe tốt nhất, góp phần cải thiện hạnh phúc của cả gia đình rồi đúng không nào? Hãy cùng chia sẻ ngay những thông tin này đến bạn bè và người thân của mình nếu thấy hữu ích quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.